là khu vực có tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch. Vùng đất Tây Bắc được thiên nhiên ban tặng một vẻ đẹp hùng vĩ riêng có về địa hình, khí hậu, địa chất, cảnh quan và hệ sinh thái, sở hữu văn hóa đặc sắc và lịch sử hào hùng, có sức hấp dẫn du lịch đặc biệt. Tổng cục Du lịch đánh giá cao kết quả hợp tác liên kết phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong thời gian vừa qua, và đặc biệt là hoan nghênh sáng kiến của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các tỉnh Tây Bắc trong việc tổ chức chương trình kích cầu du lịch nội địa ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau một thời gian dài bị ngưng trệ do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã bắt đầu được kích hoạt trở lại. Triển khai chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa người Việt Nam, du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, nhiều hoạt động đã được triển khai thành công tại nhiều địa phương trên cả nước. Du lịch nội địa một lần nữa trở thành cứu cánh cho ngành du lịch Việt Nam phục hồi. Để đảm bảo sự thành công của chương trình, chúng ta cần lưu ý đến những nhu cầu, sở thích của khách du lịch nội địa đã có những thay đổi sau thời gian dịch bệnh. Cụ thể, khách du lịch ưu tiên lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày bằng phương tiện cá nhân, theo nhóm bạn bè hoặc gia đình, khám phá vẻ đẹp đất nước ở những vùng đất còn hoang sơ là những xu hướng thị hiếu rất thích hợp với các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Để sự liên kết giữa các địa phương có hiệu quả hơn và đi vào chiều sâu, ngoài việc kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị các hiệp hội du lịch dưới sự chỉ đạo thống nhất của Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò làm cầu nối giữa các doanh nghiệp lữ hành ở các thị trường tiềm năng như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh v.v. với các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ tại chỗ và tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng, tạo ra những gói sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng, có sức hấp dẫn tạo điểm nhấn cho du lịch vùng. Kính thưa các đại biểu, Tổng cục Du lịch cam kết sẵn sàng đồng hành với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các địa phương vùng Tây Bắc mở rộng, các doanh nghiệp du lịch để triển khai kịp thời và có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch vùng Tây Bắc.